Bạn đang tìm kiếm một bộ bàn ghế cà phê hoàn hảo để nâng tầm không gian quán cà phê của mình. Bạn muốn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm thư giãn, thoải mái và sang trọng. Hãy để chúng tôi giới thiệu đến bạn sản phẩm bàn ghế cà phê mã BGCF02417, sự lựa chọn tuyệt vời cho mọi phong cách trang trí. Bộ bàn ghế cà phê này gồm một ghế tay cong băng dài và một bàn cắp nhỏ mặt kính, được thiết kế với phong cách hiện đại và tinh tế. Ghế có mê ngồi cao 400mm và rộng 1400mm, trong khi bàn có chiều cao 560mm và rộng 550mm. Những thông số này được tính toán kỹ lưỡng để mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Sản phẩm bàn ghế cà phê được đan từ chất liệu nhựa giả mây kết hợp với khung sắt sơn tĩnh điện tạo nên sự bền đẹp và chắc chắn. Nhựa giả mây không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn dễ dàng vệ sinh. Khung sắt sơn tĩnh điện chống rỉ sét, đảm bảo độ bền lâu dài theo thời gian. Nệm ghế may từ vải hoặc simili mềm mại, tạo cảm giác thoải mái khi ngồi lâu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quán cà phê, nơi khách hàng thường dành nhiều thời gian để thưởng thức đồ uống và trò chuyện. Bộ bàn ghế cà phê BGCF02417 chỉ phù hợp với các quán cà phê trong nhà mà còn là lựa chọn hoàn hảo cho các không gian ngoài trời như sân vườn hay ban công. Với thiết kế chân côn có tăng đưa, sản phẩm dễ dàng điều chỉnh độ cao phù hợp với mọi địa hình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu bộ bàn ghế cà phê sân vườn mã BGCF02417, sang trọng và tiện ích này cho quán cà phê của bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.